Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh cách thức để sử dụng lab như người ta dùng PC. Hiện tại ban đầu ta dùng máy bình thường thế này. Và hôm nay tôi sẽ tiến hành là sử dụng máy này giống như là dùng PC các bạn. Ok, thì sẽ bắt đầu thôi. Rồi đây, chúng ta sẽ thực hiện. Thì trước mắt là để có thể thực hiện này, các bạn sẽ phải có bàn phím chuột vào màn hình để những điều đồ cần thiết rồi. Những cái như là webcam này, loa thì có thể không cần thiết, mà mình khuyên nên cần thiết ấy, bởi vì là đối với loa các bạn muốn có âm thanh thì chắc chắn dùng PC phải nghe. Nếu muốn cho để đó thì đầy đủ, để có thể làm setup như PC đầy đủ sẽ nên có loa để chúng ta nghe âm thanh thông qua đấy, với cả cái cam webcam này. Chứ mà phải gọi video thì sẽ cần cái này đó, để như thế cho bạn hoàn chỉnh nha các bạn. Còn với cả một việc nữa là với lab thì chúng ta sẽ có pin, nhưng khi mà sử dụng PC thì sẽ không có pin. Sử dụng PC không có pin, cho nên khi mà các bạn chế này thì sẽ chỉ có lab là vẫn hoạt động, màn hình nó sẽ tắt nếu chúng ta không có, nếu trường hợp điện đối không ổn định. Thì nếu trường hợp mà các bạn thì mình nghĩ các bạn nên tháo pin ra và để dùng điện tiếp, hoặc lắp quả pin bị hư vào và dùng điện được trực tiếp. Nhưng mình sẽ không dùng cách như thế, và ta sẽ mình vẫn sẽ sử dụng pin cho máy này. Và thêm nữa là ta sẽ, và nếu những trường hợp các bạn muốn sử dụng pin ta sẽ dùng bộ này luôn, bộ tích điện của OPS, để chúng ta có thể giúp cho là khi mà không điện lưới ổn, không ổn định hay là có vấn đề gì đó thì lúc đấy cái màn hình với cả loa là vẫn hoạt động. Đồng thời lúc này mình vẫn có trên lắp thêm cái đèn mà cả cái cam kia vào để chúng ta có thể sử dụng ấy như thế này. Nhưng thông thường đèn với cả cái cam nó sẽ không dùng như này, mà tôi sẽ cắm vào điện kia để một ổ là mình sẽ cắm cái cây PC vào, nhưng mà mình sẽ phải dùng cắm thông qua cái ổ này vì mình sẽ cắm kiểu này. Đó thì chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu việc vào việc thôi nhé, không nói nhiều, ta sẽ làm luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cắm tín hiệu màn hình vào. Ok, cắm tín hiệu vào này. Đó, có tín hiệu kia. Bây giờ cắm webcam vào. Mình sẽ nói cho các bạn là với cái loa nó sẽ không có, thì mình sẽ không có cắm vào máy này. Thông thường nó sẽ cắm vào máy này, nhưng mà mình sẽ cắm vào đằng sau của màn hình là được rồi. Ok. Đó, giờ bây giờ mình sẽ cắm gắn vào ví vào này. Thuật này. Nói như vậy là đã xong. Đó. Vậy là chúng đã lắp đặt thành công, lắp đặt hoàn thiện luôn. Xong rồi ha, đó, các bạn chỉ cần muốn cái nhà các bạn set up như này để giữ rồi. Tuy nhiên thì với cái máy, mình sẽ không có để như này, mình sẽ để theo kiểu này cho nó để. Tuy nhiên người ta sẽ giảm bớt tiết tích xuống, nhưng mà hoặc là mình cứ, đó, thông thường là cái máy chúng ta sẽ để, mình sẽ để kiểu này luôn này. Đó, vì là các bạn thấy là chúng ta sẽ để bàn phím này, để con chuột vào đây. Đó, con chuột ta sẽ dùng thêm cái lót chuột nhé. Nhưng mà thông thường chúng ta sẽ, mình sẽ để máy kiểu như này này. Nhưng mà mình để thế để sâu cho anh em. Mình sẽ kiểu như là mình dịch sẽ phải có hai cách mình để cái máy úp như là trồng cây chuối. Nhưng mà mình sẽ không làm kiểu vậy, hoặc là mình sẽ để máy như thế này. Nhưng mà mình phải dịch cái PC sang nữa. Đây, nó sẽ cho để cái như này luôn, để như này. Đó, xong rồi chỗ này mình, đó các bạn thấy là khi mà để như này nó tốn diện tích, mất diện tích rất là nhiều luôn. Nó như vậy không có chỗ để anh có thể để cái mút chuột vào. Dẫn đến là tôi phải điều khiển chuột ở bên dưới. Như vậy là mình sẽ không cứ như thế này. Bởi vì mình muốn khi mà dùng mình bật nguồn mình sẽ phải dùng đây. Hoặc là ta dùng kiểu này cũng được này. Đây. Đó, đây là cách thức tôi lắp đặt nhé. Đây rồi. Đó, còn chuột thì mình sẽ lắp thêm cả cái cho cả lót chuột vào, chống hư cái bàn đồ ngồi nhé. Đấy, xong rồi. Vậy là xong luôn ha. Các bạn có thể dùng như PC rồi. Đó, như vậy ta sẽ lắp xong. Vậy là ta đã cứ tính kêu khi mình ta cắm vào cái màn hình nữa.
Đây mình đã lắp hoàn chỉnh cái PC rồi. Nhưng mà các bạn thì khi mất điện, cúp điện này. Đó các bạn này. Đó các bạn thấy là laptop của chúng ta này, màn hình ra vẫn hoạt động bằng nhờ cái bộ này. Còn cái laptop này là nó vẫn hoạt động là do chúng ta có pin. Máy này mình thay pin thì mình hôm nay mình mới nhận pin free luôn. Video trước mình đã nhận pin miễn phí, có nghĩa là mình lấy pin của mình cũ, còn cái pin mà bị hư ấy, nhưng chưa thì coi là nó hư rồi thì là nó mình đã bảo mình thử dùng trong thêm những giờ trước phút giây cuối trước khi mình hư rồi. Đây mình có một cái nữa này, nhưng mà con này là hư rồi, con này thì coi là không có sống sót, không còn sống sót nữa. Mình lắp vào nó không có, nó báo là vẫn không có pin. Và cái đèn đây nó cũng kiểu nhấp nháy, vì và nó hiện cái thông báo là cái pin của bạn, và mình có cả một cái phần mềm Dell Support Assist, thì lúc mà mình lắp cái này vào nó còn thông báo cái màn hình nào là kiểu cái pin chúng ta không còn được vận hành nữa và nó cần phải thay thế. Đó xin nó xin là đấy, con này là không có xài được rồi, thì coi là kiểu nó lỗi rồi, vì con này nó cũng sử dụng lâu năm mà sẽ thế. Vì đấy như vậy là hai con, thì tại vì nó tại đang hai con. Hôm trước mình dùng điện trực tiếp nhưng mà mình không dùng kiểu đấy nữa, chúng ta lại dùng test 02, có nghĩa là mình sao đó, chúng ta đây mình đang test xem là con nào nó sẽ đai sớm trước. Như vậy là mình bắt đầu rút ra rồi, cái thời thời gian đấy tương đương với cái thời gian mà UPS với cả laptop chuyển sang nguồn điện ạ, ắc quy con này dùng nguồn pin này, cái thời gian mà cúp điện là cả lab này cả UPS nó đã bị ở mất điện lưới đột ngột cùng lúc, vì mình tắt cái công tắc kia thì cả hai đã bị tắt. Thì gọi là pin đang hoạt động đây, nó sẽ dùng dùng khoảng thời gian để xem là con này nó bao nhiêu phút rồi mất nữa. Thì cái thời gian mà mình sẽ thông báo kết quả đó, không 3 phút các bạn, nó mình sẽ không có kết bật lại điện luôn. Thì để xem mình dùng cái này bao nhiêu phút nữa. Ok, tí nữa mình sẽ bạn thấy hơi tốn diện tích này, mình không muốn để úp máy kiểu vậy, vì là mình vẫn phải để cái này để mình còn gì nhỉ, bấm bật nguồn nó còn dễ hơn, với lại cả mình muốn để đây chúng ta còn xem hai màn hình một lúc này. Thông thường mình dùng mình để như này. Đấy, như vậy là âm thanh tất cả hoạt động của nó bình thường nhé. Thì anh em có thể test, chúng ta đang test đấy các bạn thấy không, 4 phút rồi. Không biết là con UPS này với 4 cái thiết bị ta cắm nó sẽ lưu trữ bao nhiêu phút. Khả năng công suất này khá là thấp, nó sẽ chỉ có sẽ lưu được lâu hơn, chắc là nó sẽ lưu giữ được lâu hơn đấy. Ok, mình sẽ tạm tắt thôi nha các bạn. Bởi vì bây giờ mình sẽ cái thông cái kết quả là cái kết quả lab này, cái UPS này dùng lưu trữ bao nhiêu phút nữa thì mình sẽ để bình luận đã ghim nhé. Bình luận đã ghim để cho mọi người biết là con này nó lưu trữ bao nhiêu phút. Còn lab ấy thì cái thời gian lưu trữ của con này là mình sẽ không có để, bởi vì là cái thời gian có thể là sẽ thay đổi rất là nhiều, nó tùy thuộc vào các bạn. Thời gian sẽ thay đổi rất là nhiều, chứ là mình sẽ không có để vào bình luận, vì không phải lúc nào thời gian này nó hết pin. Ví dụ như là mình dùng 2 tiếng nó hết, nhưng mà có khi nó hơn 2 tiếng nó mới hết, hoặc là còn hơn, hoặc là phải 3 tiếng hết đấy. Thời gian có thể là thời gian sử dụng nó sẽ thay đổi khác nhau. Con này nó xài hơn 2 giờ, chắc phải tầm 2 tiếng rưỡi mới dùng.
con này mình chúng tôi test để xem là con này lưu cho bao nhiêu phút thì nó sẽ hết. À, tôi sẽ thông báo xem là con nào nó hết trước. Để tôi bật âm thanh rồi tôi cho nó chạy đấy. Ok, dừng thôi nhé các bạn.